Kids Smart Immune Defense là sản phẩm của Nature's Way, thương hiệu hàng đầu tại Úc về dòng hàng dành cho trẻ em. Sản phẩm là sự kết hợp của các thành phần vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin D, kẽm, tinh chất quả cơm cháy, được bào chế đặc biệt đem đến nhiều công dụng nổi trội như hỗ trợ cải thiện sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh do vi khuẩn, virus gây ra như ho, cảm lạnh, cúm, v.v. đồng thời cải thiện các tình trạng này một cách nhanh chóng. Kids Smart Immune Defense được sản xuất ở dạng viên nén nhai, tiện lợi, dễ dùng, dễ bảo quản. Hơn nữa, sản phẩm còn mang hương vị berry thơm ngon tự nhiên, không chất tạo màu, tạo vị, 99,9% không đường, kích thích bé nhai ngon miệng. Bổ sung từ 1 đến 2 viên Kids Smart Immune Defense mỗi ngày chính là bí quyết để duy trì nền tảng sức khỏe cho bé yêu.